Sáng nay ngày 30 tháng 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi làm việc với Quận ủy Sơn Trà về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng và một số công việc sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chú trọng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 53 trường hợp đảng viên vi phạm. Sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy đã hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục sau đại hội, kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt. Ban Thường vụ Quận ủy đã làm việc với một số sở, ban, ngành thành phố để phối hợp triển khai một số nội dung theo nghị quyết đại hội trên các lĩnh vực quản lý đô thị. Tập trung phát triển du lịch, bảo tồn các di tích lịch sử trên địa bàn quận, xây dựng và phát triển các đề án lĩnh vực giáo dục và y tế. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thống nhất với các nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đề ra trong thời gian tới và nhấn mạnh phải có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, rà soát lại nội dung các kế hoạch, chương trình đã ban hành về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, sửa đổi cho phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Tôi đề nghị là các ông chí phải rà soát lại cho tôi cái nội dung của các cái kế hoạch chương trình mà các ông chí đã ban hành và sửa đổi nó cho nó phù hợp với tình hình hiện nay, cái yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. Đặc biệt là khi chúng ta thực hiện các cái nghị quyết mới của Đảng, thì chúng ta cần phải thay đổi, sửa đổi cái gì? Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Quận ủy Sơn Trà cần đánh giá sát hơn những mặt hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, phải tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Các đồng chí phải thực hiện một cách nghiêm túc các quy chế làm việc. Báo cáo các đồng chí rất nhiều lần trong các hội nghị tôi nói rồi, các vi phạm, khuyết điểm, suy thoái tất cả các thứ từ cái câu chuyện chúng ta không chấp hành nghiêm các cái nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Cái thứ hai nữa là cái quy chế chúng ta ban hành ra nhưng chúng ta không thực hiện đúng. Các đồng chí phải lãnh đạo để tăng cường cái trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Thì tôi đề nghị là các đồng chí phải quan tâm đến cái việc đổi mới cái phong cách nghề lối làm việc nha. Cái thứ hai nữa là không khắc phục cái tình trạng quan liêu vô cảm với dân, với doanh nghiệp. Các đồng chí cứ bảo rằng là bây giờ chúng ta tạo ra cái điều kiện gì để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Thì trước hết tôi xin thưa với các đồng chí cán bộ công chức phải là người đồng hành, gắn bó và có trách nhiệm với doanh nghiệp, với người dân đã. Tôi không cần, tôi nghĩ rằng là bây giờ có rất nhiều biện pháp, rồi đề án nọ, rồi dự án kia. Nhưng mà xin thưa với các đồng chí là chính chúng ta, chính chính quyền, chính là những người đảng viên mà không phải là những người có trách nhiệm để thực thi cái việc đấy thì tất cả những chủ trương, chính sách đấy của chúng ta không bao giờ hiệu quả. Về một số công việc sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao công tác triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ sau đại hội của quận ủy và đề nghị cần tiếp tục triển khai các nội dung để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tôi đề nghị các đồng chí phải rà soát lại giữa cái chương trình hành động của mình, thực hiện nghị quyết của mình với chương trình hành động của thành phố để làm sao chúng ta tích hợp nó lại, kể cả sửa đổi bổ sung để làm sao trở thành các cái chương trình hành động năm cho nó sát, vừa đảm bảo thực hiện được nghị quyết của quận nhưng mà vừa thực hiện được các cái nội dung mà Đảng bộ thành phố đã xác định gắn với đặc thù đặc điểm của đơn vị mình. Trước mắt là các đồng chí tập trung các cái giải pháp để thực hiện tốt cái chủ trương, cái chủ đề của năm 2021, đó là khôi phục tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị quận Sơn Trà tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn quận như trong báo cáo, đồng thời phải có sự chuẩn bị tốt để triển khai mô hình chính quyền đô thị trong thời gian tới.